anh Giuse Minh và chị Maria Lee. Các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận các con vừa bày tỏ trước mặt hội thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên các con, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người ký mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu. Chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Chúa đã dựng nên Adam và ban Eva cho ông làm người trợ tá đắc lực. Từ khi hai ông bà mà sinh ra loài người, Chúa đã nói rằng con người ở một mình không tốt, chúng ta hãy làm ra cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Giờ đây, không phải vì ham mê nhục dục mà con cưới em con đây, nhưng vì lòng chân thành. Xin rủ lòng thương xót con và nàng, xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già. Giuse Phạm Ngọc Minh xin nhận em Maria Ngô Hương Ly làm vợ của anh. Em là Maria Ngô Hương Ly, xin nhận anh Giuse Phạm Ngọc Minh làm chồng của em, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh. Và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để được yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Yêu nở ước giao dẫu ngàn khổ đau, một lần xin hứa thì trọn đời thủy chung. Đó chính là tình yêu mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta. Cách riêng là hai bạn học để thực hành. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Cách riêng là hai bạn cũng như đôi bên gia đình. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Ngô Hương Ly, xin em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Phạm Ngọc Minh, xin anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em,
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.